nát ra. Quặng, con mèo kia nó bảo là cái quặng mèo. Quả đông vãi đái, lúc đầu mình tưởng là ít cơ. Mình tưởng là đéo nhiều anh em, đông vãi. Cái pet của mình tổng phúc. Mẹ làm đi, anh em tức giác nhiều vãi. Đỡ. À, chúng ta sẽ đến với người đầu tiên. Người anh em này là tên là tôi đã ổn hơn, bạc hai. Ai sử dụng quả Facebook này nhìn le nghịt nhỉ. Có bạn chung luôn. Có bạn chung hai người luôn. Vợ này mình quan hệ rộng. Có vợ này quan hệ rộng. Không tô xích sở mấp chửi nhau chóng ngoan bác Hồ à. Đây chúng ta sẽ đến với người thứ hai. Rồi si lát nổi loạn bạch kỵ bạc. Đây là bạc mấy đây? Đây là bạc 4 à? Ok bạc 4. Uầy con vợ này bạn bè đông thế nhở. Mặt sáng dạ. Mẹ ơi đừng khóc. Quả tên này nhân văn này. Quả tên này nhìn ta muốn mời này. Hiếu thảo ấy. Sáng sủa, sáng sủa, sáng sủa, sáng sủa. Uầy kinh doanh luôn, kinh doanh luôn, kinh doanh luôn. Chốt luôn, chốt luôn của vợ bây giờ ấy. Ưng, ưng là chốt mà. Thằng phổi to thằng đối. Mẹ em cho thằng đối vào. Giấc mơ lên vàng 4 là điều quá xa xôi. Ai già, con vợ này nó chứng tỏ một điều. Mẹ mày nó là cái danh bản rách. Không thể lên được vàng nữa rồi. Không lên được nồi vàng nghĩa là nó trình nó rất là thấp. Không bao giờ tô xích tâm sự về bố mẹ thì có. Ai già, vợ này vừa mới tốt nghiệp. Vừa xong luôn. Vừa xong luôn. Vừa làm quả anh đại diện vừa xong luôn ạ. Mẹ, con vợ này như nó đọc được quả chiến thuật anh em mình check Facebook sao ấy. Bạc 4, ok. Ok. Con vợ là ok. Ok thôi. Mẹ ok nói chuyện kiểu giống như thằng đầu bếp đi xin việc ấy. Giống như thằng đầu bếp đi xin việc mà. Hỏi cái gì trả lời đấy, không nói cái gì luôn. Nó hỏi cái gì nó trả lời cái đấy. Kiểu che ru. Mẹ mày, tao cho mày một phết luôn. Chưa biết tô xích là gì, có giấy khen học sinh giỏi. Lớp 1 đạt chứng chuẩn con gian trò giỏi. Chỉ tiêu tháng, một tháng không chửi vậy. Được. Thôi nha anh em nhá, mời rồi là anh em cứ ngồi yên nhá. Ví dụ anh em ở bên đội 1 thì anh em vẫn ở phải ở bên đội 1. Anh em ở bên đội 2, anh em cứ ngồi yên bên đội 2. Mời ngồi đâu là ngồi đấy, được chưa? Đúng rồi, ngồi yên đấy. Bố mẹ đặt đâu, con cái ở đấy. Ok. Ok. Đồng đoàn thì còn theo hello nữa. Đồng đã đồng đoàn còn theo hello. Chơi bên Big Crank, Thread, Nasus. Không cộng P level 1. Danh đồng kiểu được ưu ái nhỏ, danh thấp thì ưu ái hơn. Thử cái danh thấp nó vào. Mẹ anh em xem nó có cái giải trí. Thôi tạm thời với con vợ đấy đi. Gác cổng danh vàng 4 năm. Được mùa trước lên bạch kim mà giờ đéo lên nổi vàng 1. Uy tín không sớm ấp. Tô xích chôn thôi à. Được, con vợ nào đen thì gặp thằng này. Ừ con này được. Đánh chuẩn danh đồng bạc chơi giao lưu vui. Chứ chơi của mình buồn lắm. Vợ tội thế nhở. Con vợ này quả thú tội gì. Nhà tội thế nhở. Không bạn bè luôn mà, không bạn bè luôn mà. Ôi mời vào đi. Không bạn bè, không mời cũng được. Đánh gà như gái ác này. Thằng này được này, thằng này nói ngắn gọn như em. Mình đúng cái tiêu chí này. Huy chương đồng luôn. Được, chúa. Mẹ, chúa, chúa luôn mà. Chúa luôn mà, chúa luôn mà. Con vợ là tên chúa luôn mà. Ăn ba tô cơm. Con vợ ăn ba tô cơm, ăn tu banana nát này. Con vợ này em thề trên mạng số của mẹ em không tốn xích không sớm mất. Ôi thằng này phải mời mà. Thằng này phải mời. Thằng này phải mời thôi. Con vợ này phải mời. Con vợ Atu Basan này mời nó chưa vào nhỉ. Con vợ này. Em cứ quả lời thú tội. Tao thích lắm này. Tao mời lần nữa này. Ưu tiên ưu ái hai lần này. Check cái Facebook. Nhắn tin Facebook của em ơi. Không đánh giải không. Nhắn tin đi. Ờ đúng đấy bạn. Vợ nhìn uy tín đấy. Hình như vừa. Kìa ơi. Ê, cái đầu óc của chúng mình yếu lắm, rất là đồi trụy. Tôi có tô xích nhưng một phần là do mong muốn cộng đồng Việt Nam cải thiện hơn. Đánh chán quá cái cũng nổi chất ức chế tuôn trào ra thôi. Xong lại bên dưới là tôi cũng tô xích nhưng một phần là muốn cộng đồng danh bạc Việt Nam. Lúc đầu là cộng đồng Việt Nam, bây giờ là cộng đồng danh bạc Việt Nam cải thiện hơn thôi. Giải thích nhiều. Giải thích nhiều. Cái lần đầu giải thích chưa đủ, lần hai giải thích nốt. Thôi chậm chưa. Trước trước kiểu này nó kiểu ít nghĩ là em luôn thân thiện và càng không sợ mất. Em chúc anh, em được anh chúc thi đỗ học sinh giỏi và em vừa đỗ đầu khoa. Chơi một mình cũng có mẹ. Ui chứng tỏ đây chúc mình tốt. Mẹ mình sẽ mời bạn. Từ bé đến giờ không tô xích với ai. Giấy khen học sinh giỏi 12 năm. Giấy 12 năm luôn. Mẹ em tỉ nhá. Chết rồi. Thế mà. Thì thế có tài sợ thì tiếp cái giải nữa.